Hello, xin chào các mẹ, lại là mẹ Vivi đây. Tiếp theo chuyên mục các sản phẩm gấp gọn, hôm nay sẽ là chiếc cũi đi ngủ cho bé. Lại là một sản phẩm nữa đến từ thương hiệu Joey. Cũi này dành cho bé từ sơ sinh đến 15 cân, có nghĩa là khoảng hơn 1 tuổi các mẹ nhé. Cũi này lắp đặt vô cùng dễ dàng, chỉ cần một người cũng có thể lắp được, chưa đến 5 phút, dễ dàng hơn cũi gỗ rất nhiều. Cũi gỗ trông có vẻ cứng cáp và chắc chắn hơn, nhưng thật sự lắp đặt khá khó, di chuyển cũng nặng nề. Cũi vải này thực sự rất hợp lý với những ai diện tích nhà không rộng, khi con lớn không dùng nữa có thể gấp gọn cất đi cho bé tiếp theo. Đi kèm với bộ cũi có tấm thay tã cho bé, khi nào cần dùng mẹ chỉ cần kẹp ở phía trên, không dùng nữa có thể tháo ra cất đi rất dễ dàng. Cũi có hai cấp độ nằm, với những bé dưới 6 tháng mẹ có thể cho nằm nấc cao hơn, với những bé gần 1 tuổi biết nghịch biết leo trèo thì mẹ có thể cho nằm ở mức thấp hơn, hoặc có thể biến cái cũi này thành cái nhà bóng mini cho bé chơi cũng được. Thao tác lắp rất dễ dàng, nhưng khi nào không muốn sử dụng nữa mẹ có thể gấp gọn và cất đi.